Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ xanh DP đã chính thức đưa vào hoạt động tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc giữa Bến Tre đi Vũng Tàu. Bến tàu cao tốc phía Bến Tre được đặt trên sông Tiền, tại bến phà Rạch Miễu thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Còn phía Vũng Tàu đặt tại bến cáp treo Hồ Mây, đường Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Trần Sông Hải, giám đốc Greenline DP cho biết, trước mắt sẽ hoạt động mỗi ngày 2 chuyến, xuất phát từ tỉnh Bến Tre lúc 7 giờ 30 và 13 giờ 30, hướng ngược lại lúc 10 giờ 30 và 16 giờ 15. Giá vé đối với người lớn là 290.000 đồng, người già trên 62 tuổi được giảm 30% giá vé, trẻ em dưới 6 tuổi, người tàn tật, mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được miễn phí vé.